điều tra vụ vòi shipper 2 triệu đồng để cho qua chốt kiểm dịch. Hai người nhiễm nCoV thông chốt kiểm dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Giả đại tá quân đội để thông chốt. An Giang, Tây Ninh bắt các đối tượng nhập cảnh trái phép, Đà Nẵng xử phạt người tụ tập đánh bạc. Đà Nẵng phong tỏa, công an cán bộ phường làm shipper mua thuốc giúp dân. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là những nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Khi qua chốt kiểm dịch, một shipper đã bị lực lượng phát hiện. Sửa lại ngày, trên giấy xét nghiệm đã hết hạn. Tuy nhiên, một người có mặt tại chốt đề nghị người shipper này chuyển khoản 2 triệu đồng mới cho qua. Chiều qua trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Hùng, Chủ tịch UBND phường Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương cho biết đã đề nghị công an thành phố Dĩ An vào cuộc điều tra vụ một shipper tố lực lượng trực chốt kiểm dịch vòi tiền 2 triệu đồng. Qua xác minh ban đầu, người đề nghị shipper chuyển tiền để cho qua chốt là tình nguyện viên xung phong phòng chống dịch, không thuộc lực lượng chức năng của địa phương. Để làm rõ vụ việc, chúng tôi đã đề nghị công an vào cuộc, ông Hùng cho biết. Trước đó, anh HTD, người giao hàng còn gọi là shipper, vào ngày 16 tháng 8 đi trên quốc lộ 1K hướng Bình Dương đi Biên Hòa thì gặp chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của phường Bình An. Tại đây, một người mặc đồ thường có đeo thẻ kiểm tra giấy tờ của anh D. Người này phát hiện giấy xét nghiệm COVID-19 của anh D đã hết hạn và có dấu hiệu sửa lại ngày. Người đàn ông mặc bộ đồ thường tại chốt đề nghị anh D về phường để xử lý. Tuy nhiên, người này lại chở anh D vào một khu dân cư vắng người để rồi đề nghị chi 2 triệu đồng để cho qua chuyện. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Cơ quan chức năng xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với HDV, 28 tuổi và NHB, 24 tuổi, cùng ngụ tại quận 6 do không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Theo cảnh sát, vào chiều ngày 14 tháng 8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát trên đường Đinh Đức Thiện dừng xe máy của V và B để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, hai thanh niên này không chấp hành mà phóng xe lạng lách qua chốt. Công an sau đó đã tổ chức truy đuổi, bắt giữ hai người này. Qua xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng phát hiện cả hai người đều nhiễm nCoV. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Mới đây, theo nguồn tin của chúng tôi cho hay, Công an thị xã Long Mỹ, Hậu Giang đang tiếp tục xác minh làm rõ một người giả đại tá quân đội để thông chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nhưng bất thành. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đoạn cầu Rồng Sao, khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, yêu cầu một người đàn ông trong trang phục quân đội, mang hàm đại tá, điều khiển xe SH màu trắng, biển kiểm soát 59N1-53816 dừng xe để kiểm tra. Người này không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà còn rồ ga bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ đã truy đuổi và ngăn chặn được người này cách đó khoảng 3 km để đưa về trụ sở phường Vĩnh Tường làm việc. Tại đây, người này cho biết ông Nguyễn Minh Thành là sĩ quan quân đội mới nghỉ hưu, đang làm việc cho một đơn vị kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, đang thi công công trình Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang và một số công trình khác. Qua đấu tranh khai thác, người đàn ông này đã khai nhận với cơ quan chức năng tên thật là Nguyễn Văn Lai, 54 tuổi, quê quán ở huyện Phú Tân, Cà Mau. Đồng thời, ông Lai thừa nhận không công tác hoặc làm bất cứ công việc gì liên quan đến quân đội. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện và bắt 4 vụ với 6 đối tượng nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam trong đêm 18 đến chiều ngày 19 tháng 8. Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, khoảng 22 giờ tối ngày 18 tháng 8, tổ công tác của trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, trong lúc tuần tra kiểm tra tại khu vực phụ cận cửa khẩu, phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thiện, 63 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Qua kiểm tra ban đầu, đối tượng Thiện không mang theo tư trang cá nhân và bước đầu khai nhận xuất cảnh trái phép sang kia biên giới vào tháng 2 năm 2019 để làm thuê giúp việc nhà. Từ tối 18 tháng 8 đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 8, trong lúc tuần tra tại mốc 88, đồn biên phòng Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang cũng phát hiện hai vụ nhập cảnh trái phép và bắt giữ 3 đối tượng gồm Trần Văn Mạnh, 30 tuổi, Đỗ Văn Thảo, 24 tuổi và Trần Văn Khải, 41 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam. Khoảng 14 giờ chiều ngày 19 tháng 8, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên cũng phát hiện bắt giữ hai đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gồm Võ Thành Viên, 23 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng và Lê Minh Duy, 21 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang. Các đối tượng khai qua biên giới để làm việc, do dịch bệnh phức tạp nên tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam và bị phát hiện bắt giữ.
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, sau khi đồn biên phòng phát hiện 6 đối tượng nhập cảnh trái phép đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền là 18 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương test nhanh 6 đối tượng, kết quả cả 6 đối tượng đều âm tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Chiều qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đồn biên phòng Tân Hà và đồn biên phòng Phước Chỉ vừa ngăn chặn kịp thời 5 đối tượng đang tìm đường nhập cảnh trái phép và vận chuyển 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Cụ thể, vào 5 giờ 15 phút ngày 19 tháng 8, tại khu vực gần cột mốc 106/5 nằm trên địa bàn ấp Tân Lâm, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, các chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 8 thuộc đồn biên phòng Tân Hà đã phát hiện 2 đối tượng đang chở 2 bao tải lớn đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi bị ngăn chặn, cả 2 đối tượng đồng loạt vứt xe cùng 2 bao tải lại trên đường mòn và chạy vào dãy mía thoát thân. Qua kiểm tra, các chiến sĩ chốt số 8 thu được 20 bao thuốc lá ngoại, trong đó có 1.000 bao thuốc hiệu Hero và 1.000 bao hiệu Jet, cùng với 2 xe máy không biển kiểm soát. Đồn biên phòng Tân Hà đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật, phương tiện, thông báo tìm chủ sở hữu để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào 21 giờ 50 phút ngày 18 tháng 8, lợi dụng lúc đêm tối, trời đang mưa to, tại khu vực cột mốc phụ 172/2, nằm trên địa bàn ấp Bình Cuối, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, 5 đối tượng đang tìm đường nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã bị các chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2, đồn biên phòng Phước Chỉ phát hiện và bắt giữ. Qua làm việc, 5 đối tượng khai tên là Trần Quốc Hóa, sinh năm 1984, Lê Thị Dung, sinh năm 1989, là vợ của Hóa, ngụ tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Lương Tiến Mạnh, sinh năm 1988, Nguyễn Thị Sen, sinh năm 1992, Mạnh và Sen là 2 vợ chồng, cùng chú xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, và Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1986, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Các đối tượng khai nhận vào tháng 2 năm 2020, cả nhóm xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm thuê cho ngành xây dựng. Hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không có việc làm nên cả nhóm quyết định tìm đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm đường trở về quê. Hiện vụ việc đang được đồn biên phòng Phước Chỉ tiến hành điều tra, xác minh, đưa đi cách ly và xử lý theo quy định của pháp luật. Còn tại Đà Nẵng, Công an phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phát hiện xử lý đối với 7 trường hợp tụ tập đánh bạc trên địa bàn. Hành vi này trong thời gian toàn thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm ai ở nhà đấy để phòng chống dịch COVID-19, có 7 con bạc bị đề xuất xử phạt tổng cộng là 84 triệu đồng. Công an phường Tam Thuận đã lập hồ sơ xử phạt 2 hành vi vi phạm là đánh bạc trái phép và tụ tập đông người theo quy định về công tác phòng chống dịch, mỗi cá nhân 12 triệu đồng. Trong đó mức phạt hành vi đánh bạc 2 triệu đồng một người và tụ tập đông người là 10 triệu đồng một người, tổng cộng là 84 triệu đồng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, ngày thứ 3 người dân Đà Nẵng ở yên một chỗ phòng chống dịch COVID-19. Cán bộ công an phường tiếp tục hỗ trợ người dân giải quyết các nhu cầu cấp thiết. Công an phường còn dùng cả xe công vụ mua thuốc giúp thương bệnh binh. Chị Đỗ Thị Mỹ Hà, cán bộ tài chính kế toán tại phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng, chịu trách nhiệm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn phường. Chị nhớ ngay đêm đầu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện phong tỏa, đã có sự cố, cán bộ phường đang trực thì nhận được tin từ tổ hỗ trợ COVID-19 ở tổ dân phố báo về, có một trường hợp bệnh binh tâm thần cần mua thuốc hỗ trợ gấp. Lúc đó thẻ công vụ chỉ cho phép cán bộ thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phường. Người nhà chăm sóc thương binh tâm thần giữ không cho ra khỏi nhà đã rất khó khăn rồi, nhất là những lúc nắng nóng, bây giờ lại hết thuốc đặc trị thì khả năng xảy ra tình huống xấu quậy phá. Chúng tôi ngay sau đó đã báo cáo với lãnh đạo phường, chị Hà kể. Nhận được tin báo, lãnh đạo phường Nam Dương đã phân công lực lượng công an phường sử dụng xe đặc chủng di chuyển đến quận Thanh Khê, cách trụ sở phường Nam Dương hơn 5 km để gọi cửa tiệm thuốc. Theo người nhà thương binh, thuốc đặc trị chỉ có bán tại quận Thanh Khê. Công an phường Nam Dương đã di chuyển ngay, quyết mua thuốc bằng được. Khi nhận được tin báo người nhà đã nhận được thuốc, ai nấy đều thở phào, chị Hà nhớ lại. Cũng rơi vào tình cảnh cần mua thuốc cho cha trị bệnh tim mạch, chị Nguyễn Thanh Trang trú tại Thọ Quang, quận Sơn Trà đã đăng bài lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ. Chị Trang cho biết ba tôi 73 tuổi ở phường Thọ Quang đang cần mua thuốc điều trị bệnh tim mạch và sau tai biến. Tôi liên hệ nhà thuốc Long Châu đường Nguyễn Văn Thoại để mua nhưng không biết làm cách nào để lấy thuốc về nhà vì nhân viên nhà thuốc không được đi giao hàng trong thời gian phong tỏa này. Shipper cũng không chạy, người dân không được ra đường mà bệnh của ba tôi thì không thể ngừng thuốc dù chỉ một ngày. Sau đó chị Trang đã được cán bộ phường Thọ Quang hỗ trợ mua thuốc kịp thời.
Trong đó, phường Thọ Quang đã thông báo cho người dân nếu cần hỗ trợ gì thì liên hệ tổ trưởng dân phố và đường dây nóng của phường. Không chỉ là chuyện mua thuốc mà bất cứ trường hợp nào xảy ra trong thời điểm phong tỏa đều được Ủy ban Nhân dân phường tìm cách giải quyết giúp người dân. Nếu vượt quá thẩm quyền, phường sẽ báo cáo ngay với các cấp cao hơn để được hướng dẫn xử lý. Rất nhiều tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.